Có ra phục vụ ông Nhạn. Ở đây, ông đây rồi. Cây sa hô này bao tiền em? Màu xanh nha. Vâng. 12. 12. Còn cây này. Cái này á. 4 triệu. 4 triệu. Cái này vừa bảo hôm bỏ bảo 3 ngày mới. Cái rồi á. Bên này này. Cái này á 3 triệu. Cái cây ấy là bán cho Hưng ấy chưa? Tôi bán là vào hôm nào là trả vào. Đó đúng 12 triệu. Đẹp trai đấy. Mà mày cứ về đi. Ừ. Ta làm đẹp thì mẹ mua. Nó ông nếu không để cho cháu mua cái khác phải mua cái nào. Mà mua cái khác thì tốt à? Nó mà ông mang ra chợ không cái đây ra chợ thế nào được. Chợ tắt đường ai giải quyết. Đây có cây đẹp mà câu khách. À. Không phải câu mà chuyên tuổi bán. Cháu chuyên tuổi. Nó có thị trường cả chồng. Tù. Đấy. Việt có ra không anh? Không. Việt tí có ra đây không? Việt đang không đấy. Thế à, bảo tí nữa mà ấy vào em chơi. Còn sao không anh ở gần nhà em chơi hay lắm. Ai? Ông anh ở gần nhà em nhiều cây hẹp đấy. À, tí anh cũng lên đại mố. Ở đấy, xong rồi mấy anh em vào đây ngắm tí. Xong anh đi hôm nay liên hoan với bản thân, à, thế. Các gia đình. Thôi nhá. Ờ. Đi ơi đi, không làm một cái thôi. Dạ, anh nhá. Đấy, 12 đồng đây, xanh Nam Bia. Đẹp, cái này đẹp đấy. Đẹp mà. Đấy. Đầy đủ chức tước rồi. Chân cũng có, mới tội là phần thân mà nó tròn đầy tí thì hoặc là cắt giật nó khổ độ nó ok tí thì chắc bay lâu lắm rồi. Đấy, tiền nào của nấy các bạn. Hải Châu đẹp. Hải Châu đẹp. Bác ơi, xe bán hết từ sáng hay sao đấy? Anh bán mấy cây. Quá nhất là sung quả to. Đấy. Cái này vẫn 4 triệu đấy nhỉ, đúng không nhỉ? Có phải tầm 4 triệu rưỡi. Đấy, chết rồi, dùng mất 2 quả rồi. Quả chơi Tết luôn. Nhưng mà sao quả to quả nhỏ này? Đấy, đi sóc cho dụng. Lệch rồi, quả to quả nhỏ. Quả còn to nữa. Ừ, bằng cái chén con. Thì nữa cho xin cái này được. Đấy, quả rất to. À, thật. Cũng chả thả nước gì đâu đúng không? Cần, không cần thả nước, cây nó già rồi. Ừ. Chăm sóc nó ra quả. Đấy. Nhà chắc còn nhiều lắm. Bạn. Nhà nhiều. Được. Nhà có 200 cây. Úi xời. Toàn như này. Quả hết. Ừ. Toàn như này. Như này to hơn. Bé hơn. Đấy, lộc vừng có hoa, đang có hoa này. Cái này là bao nhiêu tiền anh nhỉ? Đấy, 4 triệu rưỡi, rất êm ái. Báo giá nhà vườn yêu thương. Anh em có dịp về thăm vườn mà chọn hoặc có thích cây này thì bế luôn. Đây, à chết lại gọi số vợ chết. 0978844368. 0978844368, số đẹp quá nhỉ. Đấy, dâm bụt đây. Cái này là bao tiền anh nhỉ? Này là 2 triệu. 2 triệu, bên kia cũng thế. Bên kia cũng thế. À, ok. Hoa, cái này loại này hoa quanh năm đúng không nhỉ? Hoa quanh năm luôn. Chết rồi, dở rồi, giúp vào trong này không có chỗ ra rồi. Đấy, ta đang bảo việc cái sung này. Đây là cái hoa lục vừng. Anh công cây để đâu?
À đấy à. Giờ là trở lại chợ rồi đấy, đúng không? Giờ đi chợ đi chợ đều đấy. Chợ đều đấy. Chúng tôi chuyên ép dẻo. Thế và có việc đi nó tốt. Đây lá đẹp nhỉ. Bao tiền anh? Đấy, ai cũng chơi. Chơi thì mượn cái ghế họ để mẹ lên kia cả. Đấy. Bao giờ cho làm được? Nhìn. Làng đẹp. Đấy, anh em còn vào nhà anh Công nhiều lắm. Công mang chợ vui thôi. Toàn đồ cho vợ, cây hồng, người vừa bảo. Toàn đồ VIP rồi, à mua cho vợ gì? Ôi giời nhất. Nhưng mà là này, lấy vợ đẹp khổ lắm này. Để chiều. Công nhận mẹ. Mình mua thì đủ, có lại tiền thì mua cho cây hoa nào. Nếu có phần sân, nếu cây hoa nào. Được chơi. Lấy vợ đẹp khổ lắm. Cũng phải chiều mà lấy vợ đẹp lắm. Mấy ba mấy kiểu đấy. Dạ. Tặng này thì có mà chơi đến tận hoa quanh năm. Hoa quanh năm. Không trứng. Hoa đẹp. Đây cây của Trung Dâu. Ôi cái này lộc khác chưa. Trung Dâu rồi. Bát tiền nhỉ? Bát tiền đang há miệng chờ ổi đây. Đấy, bát tiền. À, cái đàn không? Đó, cái đàn hay lắm. Ổi của anh Trung Dâu nhỉ? Con chờ, anh chờ cho đàn đi. Sung già ghê nhỉ anh à? Là không thế đấy em. Đấy, bao tiền cái này anh? 5 triệu nha, anh em. Đấy, già ghê. Đấy. Cơm nguội. Cơm nguội đây. Làm kim công đấy. Không có nào, với em vừa mới có đâu. Cây không thôi. Kịch cơm nguội cái thần rồi mà. Bây giờ lên phố cơm nguội đẹp lắm. Bắt đầu cơm nguội giờ lá đẹp. Đỏ. Nên là anh em bây giờ muốn xem cái lá cơm nguội vàng nào thì lên Yên Phụ. Yên Phụ chỗ gần nối với Xuân Diệu ấy. Yên Phụ từ đường Thanh Niên ngược lên ấy, một dãy cơm nguội vàng lá đẹp lắm các bạn. Chắc là đi xem cơm nguội ở phố là cái, tất nhiên cây những cây chặt cừ thôi, nhưng mà là nhìn thấy cái lá nó là thích chơi một cây cơm nguội đảm bảo luôn. Đấy, anh ạ. Bảo bây giờ lên cái đoạn Yên Phụ nó đẹp quá. Toàn cơm nguội đẹp. Như cái xà cừ nhưng mà lá đỏ hết. Đấy, đang tả cho cụ cái gì đây. Dạ, số góc này còn. Số góc này còn cái gì giải quyết đốt. Ô, rồi cắt sắn rồi. À, dạ, mới cắt sắn là sắn đấy, sắn đấy. Đúng rồi. Đấy, sắn đấy. Hôm trước hai từ này thì ông nào cũng ngồi xem mà cấu cái chết dở. Toác vỏ là thối chết. Sạch sẽ già, công nhận hiếm ấy. Đợt trước có quay có cả lá sắn xưa, cái đống sắn đồng xưa mà mất múp nó đỏ đỏ, lá nó nhỏ nhỏ quá. Đẹp đấy. Đúng không? Đây là vú bò. Vú bò. Một mảng vú bò ôm đá của anh Vời. Rồi thì ai thích thì alo tôi, hoặc là nếu có nhớ số thì alo, không nhớ thì tôi gửi số cho nhé. Nghệ nhân Đỗ Bá Tị,
Bao nhiêu ông bán cả khu khu khuôn viên này bao nhiêu? 5 triệu. Chỗ này là 4,5 triệu và 5 triệu. Đấy. Có cả nhà, cả sân vườn, bếp núc, giếng nước. Bên kia là cây bưởi rồng. Bên này là cây bưởi bạc. Đấy. Bên này trước nó trồng cây gì bên đấy nhỉ? Bên này là ngày xưa nó là cái cây dây nó chết. Cổng đây, giếng nước, cổng đây, nhà ngang, nhà bếp. Đấy, mình làm như thế này có thể đấy, nó để ngoài. Kim quýt. Phòng lấy cũng để xây quá, anh có xây không? À? Không, xây ra. Xây. Bằng thêm lấy xe. Xây. Nhét bìa đỏ, quân kim chương, và tất cả các loại giấy tờ khác. Nhét bìa đẹp, lấy ngay. Thầy cụ đang nói chuyện rượu. Kim quýt. Hai cảnh ba cảnh gọi là một chút nó được hai vai ba vai. Kim quýt là bao tiền nhỉ? Kim quýt này 60 triệu. Đẹp đấy, nói lên gọi Việt ra 60 3,5 triệu. Ba triệu nghe thằng Dương Nội này. Dương Nội ok, ông Việt là Dương Ngoại đấy. Rồi ok, cảm ơn các bác. Kết thúc phiên chợ hôm nay các bác nhé. Như vậy thôi.